Em Minh Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Thứ mới nhất trong ngày hôm nay em lên sóng cho bác xem và tham khảo mẫu xe Dai Urgenta nhé, được sản xuất năm 2011. Một con xe đời khá là cao, được phủ màu sơn đen nhìn nó rất là lịch sự đúng không ạ? Vậy sau đây em mời các bác cùng em xem tổng thể xe này. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhé. Bên em rất là nhiều xe, ngày nào cũng xe về, nên là các bác quan tâm hãy đăng ký kênh của em để những cái video nào em đưa lên cái là các bác nắm bắt được ngay nhé. Dạ vâng, trước mắt ta là mẫu Dai Urgenta này, các bác nhìn này, tất cả phần đèn pha này nó rất là sáng luôn nhé. Đó, rất là sáng này, bốn quả đèn như nhau. Phần lốp lắp đây, các bác nhìn nhá. Lốp mới cả dàn nhá, bốn quả lốp như nhau nhé các bác nhá. Bốn quả lốp như nhau. Form dáng sedan hai đầu, đời cao nhá. Form dáng sedan hai đầu, đời cao, đời 2011. Đó, do vừa em rửa qua nước lã nên là nó vẫn còn hơi ướt át tí các bác nhá. Đó. Một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc các bác nhá. Động cơ 1.5. Xăng chỉ tầm khoảng 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả điều hòa, phụ tùng rẻ dễ thay. Đó, nói chung là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Form dáng đẹp mà đời cao mà giá chỉ bình dân, giá cả bình dân thôi. Chỉ có 165 triệu thôi các nhá, 165 triệu. Mình đã có ngay mẫu Dai Urgenta rồi. Các bác xem phần lốp được sau này, lốp mới cả dàn này. Tất cả phần đèn đằng sau này các bác nhìn ạ. Đèn rất là mới nhá. Từ phần chữ Urgenta là các bác nhìn này. Từ phần chữ Urgenta từ phần mạng chrome này. Từ đây phần cam luôn nhá, chủ xe đã độ thêm màn hình Android to đùng và cam lùi cao nhá. Một cái mẫu xe nói chung là đẹp các nhá, đẹp. Urgenta đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó, tiết kiệm nhiên liệu, một cái mẫu xe nói chung là được rất nhiều người yêu thích này. Phần lốp bên này em quay cái lốp này, quay bốn quả lốp cho bác xem. Lốp mới cả dàn luôn. Màn hình Android đầy đủ hết các nhá. Đây, lốp này đây. Ừ. Lốp rất là dày cùi này, hầu như là lốp mới luôn. Đó. Form đẹp các nhá. Dòng Urgenta này nó form nó đẹp các bạn. Form đẹp, nói chung là tiết kiệm nhiên liệu. Giá cả nói chung là hợp lý các bác nhé, chỉ có 165 triệu thôi các bác nhé. Nội thất của nó cũng chả kém con xe nào à. Bây giờ cả nó để so bì những loại xe khác thì loại này cũng rất là ok này. Đây là bản tiêu này, màn hình Android đa chức năng nhé, màn hình Android kết nối YouTube, Facebook, Zalo, gọi điện thoại rồi đủ các loại nhé, chỉ đường chỉ nước, màn hình cam lùi đầy đủ hết, màn hình Android, âm thanh nghe cũng rất là ok các bác nhé, âm thanh nghe rất là hay thôi. Chung là đèo xe các nhá, đèo xe. Nội thất đẹp này, các nhìn này, nội thất rất là đẹp luôn nhá. Mà hình Android đầy đủ hết. Các nhá. Các xem cái hàng thứ hai này. Cái hàng thứ hai đây các nhá. Từ táp ly cửa bên này này, tất cả phần lỉ liếc là nguyên bản theo xe này. Từ phần vân gỗ này, đó, từ phần táp ly rất là sạch đẹp các nhá. Rất là sạch đẹp luôn. Khá là ok cho một chiếc xe đúng không ạ? Đây em về bên kia em mở cho nó sáng nhé. Chỉ có 165 triệu thôi các nhé. Đây các xem từ cái khóa bản lề đây, nó còn rất là mới này, nó còn vàng này các nhé. Tắp như này à, đây là cái ướt thôi nhé, vừa nó ướt bẩn tí em sẽ lau cho các xem sau. Đó, đây tất cả đây phần tắp ly này, cái gì đấy, từ cái tay nó rất là mới này. Ghế màu đen nhìn nó rất là đẹp, nó hợp cho các bác nào thích màu đen này không nhá. Đã thế lại trần gọi là trần nguyên bản này các này, trần nguyên bản chân lỉ này. Đó, trần nguyên bản chân lỉ nhá. Và họ bọc thêm một lớp vải bóng bên ngoài rồi để cho tránh bị bụi bẩn nó bay lên trên. Tất cả cái vải bóng này nó sẽ mình lau chùi được sạch hơn không nhá. Nội thất là rất là ok đúng không ạ? Khá đẹp, nội thất đẹp này. Rồi phần mũi chỉ này, các nhìn đi ạ. Nói chung là xe rất đẹp nhá các nhá. Rất là sạch đẹp các nhá. Tất cả là đèo xe các bác nhé, đèo xe. Từ phần táp ly cửa bên kia các bác nhìn ạ, rất là sạch đẹp luôn. Đó, ghế da nhìn nó rất là đẹp, sạch sẽ các bác nhé. Ghế da sạch sẽ này, đúng không ạ? Phần táp ly cửa bên này, các xem từ phần vân gỗ này đúng không ạ? Phần để tay này nó rất là sạch đẹp luôn. Từ phần táp lô này, các bác nhìn này, khá là ok đúng không ạ? Đây, phần táp ly này đây. Phần vân gỗ ấy nhá, cánh cửa mở rất là hay luôn. Xe nói chung là đèo xe các nhé, đèo xe khá là đẹp. Đây, màn hình Android đa chức năng to đùng đây các nhé, màn hình to đùng, màn hình cam lùi này, rồi kết nối Facebook, Zalo, YouTube, rồi chỉ đường, rồi để nghe nhạc đầy đủ hết các nhé, không thiếu gì cả. Tí em sẽ quay cho bác xem phần này, rồi cho bác xem cái phần cốp phần đầu sau nhé. Phần này đồ rất là rộng nhé, hơi bẩn tí thôi, thế nhưng phần này em sẽ lau cho bác sau. Đây, bác xem phần xung quanh đây. Lấy nguyên bản theo xe này đúng không ạ?
Tất cả đây ngon lành hết các nhá. Nguyên bản đeo xe hết. Trên này đây, đeo xe ạ. Khá là ok luôn. Đó. Rất là sạch sẽ nhé, khoang đồ gen tra khá là rộng rãi đúng không ạ? Khá là rộng rãi luôn. Bên dưới là đây, bên dưới là đây thì là nguyên bản đeo xe hết các nhá. Đây là phần chống ồn, đó, sơn chống ồn nhá. Đây là phần sơn chống ồn này, chủ xe nói chung là làm hết rồi, sơn sần rồi. Đó. Chúng là mình ấy mình về mình đỡ phải làm quá nhá. Đó, mình về mình đỡ phải làm, nói chung là rất là ok thôi, thôi nhá. Rồi, sau đây cho bác xem phần khoang máy động cơ nhá. Bác sẽ nổ máy cho bác xem phần khoang máy động cơ. Rồi, ok, máy đã nổ rồi. Đây cho bác xem màn hình trước cái đã. Thứ nhất thì em sẽ vào cam lùi cho bác nhá. Cam lùi này. Cam lùi led căng này, ông nhìn này to đùng. Đó, màn hình to đùng. Tiếp theo. Đó ạ. Phần đa chức năng đây ạ. Các bấm vào đây ạ. Đa chức năng luôn này. Đầy đủ hết nhá, không thiếu gì cả này. Chú biết đầy đủ hết này. Rồi thoát ra đây, màn hình cảm ứng luôn thôi nhá. Đó, ví dụ ấn vào video đi. Đó, đây âm thanh đâu nhá. Rồi, em cho xem phần khoang máy động cơ. Phần âm thanh thì là hay đâu nhá, âm thanh thì hay. Máy móc lỗ ngon đâu nhá, máy móc con này thì khỏi phải nghĩ rồi. Đâu nhá, máy móc khô ráo sạch sẽ này. Máy móc khô ráo sạch sẽ, lỗ liếc là êm du luôn đâu nhá. Nó nghe thôi, nghe êm đấy. Nghe mấy bên ngoài nó hơi ồn thôi, bên ngoài đang ve sầu với chắc kêu rất là to nên là nó hơi ồn thôi, nhưng mà máy con này lỗ ngon luôn các nhá. Đó, là rất là ok. Mình mua về chủ gia đình là các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Thì rất là chất lượng luôn các nhá. Dạ vâng, đó là tổng thành những xe Daewoo Gencha sản xuất năm 2011 các nhá. Một nữa mình tôi xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái chào tất cả các bác.